Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Và trên tay mình đây đang là chiếc Samsung Galaxy Z Fold 4. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành test hiệu năng chơi game ở trên sản phẩm này, để xem là cái màn hình gập ở phía bên trong của cái chiếc Galaxy Z Fold 4 này nó có tối ưu hóa tốt cho việc các bạn chơi game online hay không nhá. Và tựa game trong video ngày hôm nay mình test đó chính là PUBG Mobile. Đây là cái tựa game phổ biến mà các bạn rất hay chơi. Điểm qua một chút về cấu hình ý, thì cái chiếc Galaxy Z Fold 4 này nó được trang bị con chip mạnh nhất đến từ Qualcomm, đó chính là Snapdragon 8 Plus Gen 1, đi kèm với dung RAM là 12GB với chuẩn LPDDR5. Và bây giờ thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi test xem cái hiệu năng của máy, cũng như là để xem là cái tựa game PUBG Mobile nó đã được tối ưu hóa tốt cho cái chiếc Z Fold 4 này hay chưa. Và mình xin cảm ơn cửa hàng Di động Việt đã hỗ trợ mình cái chiếc Galaxy Z Fold 4 này để thực hiện video. Link chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video. Đầu tiên thì mình sẽ cho bạn xem điểm số AnTuTu đạt được của chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Và các bạn thì nhìn thấy đây, nó lên tới là 903.000 điểm này. Điểm CPU đạt được là 222.000 và điểm GPU đạt được là 370.000 với nhân là Areno 730. Một cái điểm số rất cao cũng như là có chip rất là mạnh. Mình sẽ xem cái phần nhiệt độ nhá. Hiện tại thì mình đang ngồi phòng có điều hòa, và nhiệt độ của phòng điều hòa hiện tại nó đang là 27 độ. Thì mình xem đây, phía mặt trước đây các bạn nhìn thấy nó đang rơi tầm khoảng 29 độ, rất là mát. Mình chưa vào game này, 30 độ. Phía mặt sau lưng thì sao? Mặt sau lưng thì cũng thế thôi, đó, cũng 30 độ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào game để xem là nó sẽ tối ưu hóa như thế nào, cũng như là nhiệt độ trong quá trình chơi game nó tăng lên cao hay không. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, khi mà bắt đầu vào game ấy thì nó giống như kiểu là nó phóng to ra, giống như các bạn chơi ở trên iPad vậy. Không gian rất là thoải mái. Ok, mình đã vào bên trong cái tựa game PUBG Mobile và các bạn thì thấy là nó giống như kiểu là kéo giãn ra đúng không? Kéo giãn hình ảnh ra. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem phần cài đặt nào. Đồ họa và âm thanh. Đây thì nó có thể bật được cái đồ họa là Ultra HD, nhưng mà nó sẽ bị lock ở 640fps. Nên mình sẽ chờ HDR đi để tốc độ lên cực độ để chơi được 60fps nhá. Mình sẽ bật răng cưa lên bật cửa răng cưa lên 2x này. Đó, tắt tự điều chỉnh đồ họa đi. Đồng ý. Sảnh đây thì mình cũng đang để HDR vào cực độ. Nhưng mà các bạn có thể thấy là để HDR mới ấy thì nó cũng vẫn bị răng cưa khá là nhiều. Nói chung là cái này nó giống như kiểu là nó đang kéo giãn ra khung hình ra, chứ không phải là nó đã được tối ưu hóa tốt đâu. Đây, các bạn nhìn thấy cái icon ngoài ứng dụng, ngoài giao diện này nó đang bị mờ mờ, răng cưa khá là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ vào bắn thử một trận nhá. Đây, mình đã vào bên trong sảnh chờ. Thì các bạn có thể thấy là cái không gian của nó nhìn trông nó khá là hút mắt, nó có chiều sâu ấy. Nhìn nhân vật các bạn thấy đây, rất là chơi rất giống ở trên iPad luôn. Mình đã bắt đầu bay ấy, thì mình sẽ xem cái thời lượng sử dụng pin luôn. Mình sẽ chơi trong vòng 10 phút cái tựa game PUBG Mobile này. Hiện tại nó đang là 83% tại thời điểm là 12:03 nhá. Mình thấy thực sự với các bạn giao diện game nó đang bị kiểu là bị phóng ra ấy, nên là nhìn nó không được đã mắt cho lắm. Mình cũng đang sử dụng cái chiếc Galaxy S22 với chip Snapdragon 8 Gen 1 Plus ấy, 8 Plus Gen 1 ấy. Nhưng mà nó đồ họa nó lên nó thể hiện nó đẹp lắm, bởi vì tỷ lệ màn hình khung hình là đúng mà. Cái này thì giống như kiểu bạn kéo giãn ra thôi. Người lạ số 1 biết cho mình nhảy đâu vậy? Hiện tại thì mình sẽ xem phần nhiệt độ luôn nhá. Nó đang khá ấm ấm lên ở khu vực gần cụm cam rồi. Còn nó vẫn 31 độ thôi nhỉ. Ấm ấm nhẹ thôi chứ không phải là quá nóng đâu. Nói chung là con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 này thì nhảy đâu vậy? Quarry à? Nhảy mỗi người một hướng như này.
Và mình nói thật là cái chiếc Z Fold này nó sinh ra cũng không phải là mục đích để chơi game đâu. Nhưng mà được cái rất là hay khi mà dùng, khi mà di chuyển ý, nhân vật nó tạo ra cái độ, phải nói như là nhìn rất là hút mắt. Mình cảm giác nó chạy nhanh hơn ý, kiểu vậy. Xin lỗi các bạn, mình đang bị hơi ho một chút, đang bị khản cả tiếng cơ, mất cả tiếng luôn. Ô, số 1 out luôn rồi, bảo sao vừa nãy follow số 1 phát là giờ nó bị nhảy ra như này. Cái gì vậy? Nhưng mà cái hiệu ứng thị giác cũng khá là hay. Đám Blood Gen 1 thì nó quá mượt rồi, không có điểm gì để chê cả. Mặt cấu hình mình cũng đã trải nghiệm rồi cho nên là mình hiểu cái con chip này. Chỉ có điều là khi mà chơi ở một cái smartphone có màn hình gập cái tỷ lệ 4:3 này thì nó giống như kiểu các bạn chơi trên iPad vậy. Chung là hay, cũng khá là hay chứ không phải là mỗi tội là nó kéo giãn ra nên là nhìn cái đồ họa nó không được đã mắt cho lắm. Còn mượt thì độ mượt thì không phải bàn rồi.
máy chỉ ấm nhẹ lên thôi, rất là mát. Một phần là mình đang ngồi test ở trong phòng điều hòa nữa là cái nhiệt độ của nó khá là lý tưởng. Beatles, Rushing Boy. Đi có chuồng lợn này á, những chuồng lợn này nó sấy chết. Với lại cái ưu điểm khi mà chơi cái chiếc ở trên chiếc máy này đó chính là các bạn sẽ chỉ có tạm tì tay vào cái phần màn hình dưới này để chơi chứ không bị sát lên trên cái phần thân ở bên trên nơi đặt con chip này, thế nên là sẽ không tạo cho các bạn cảm giác nó bị nóng. Đó. Mình sẽ bắn cho đến khi nào mà mình chết thì thôi nhá, mình sẽ cắt đoạn video cũng phần highlight. Mọi người chơi trò một trận này đi, không test trong vòng 10 phút nữa. Trong vòng 10 phút thì mình cũng sẽ nói luôn mức pin nó tụt. Quật của Chiki đi. Ok, cũng được 10 phút rồi thì nó tụt từ 83 xuống còn 79% pin. 10 phút nó tụt đi khoảng 4% pin. Mình sẽ xem cái phần nhiệt độ nào. Nhiệt độ thì mình nghĩ nó cũng mát thôi, 34 độ này, rất là mát. Đặc biệt là mình phải nhấn mạnh với các bạn là mình đang chơi trong điều kiện là phòng điều hòa nhá. Mình đang chơi điều kiện là phòng điều hòa nhá, cho nên là nó có lý tưởng, nhiệt độ nó lý tưởng như vậy. Chứ còn nếu như mà chơi điều kiện như phòng nóng chẳng hạn thì nó sẽ cũng sẽ khiến máy nóng thôi. Nhưng mà 10 phút tụt 4% pin là mình thấy là cái pin của nó cũng không được cao, không được ấy trong lắm đâu. Một trải nghiệm thì chơi khá là hay. Và Pochiki khèo xem nào, xem có team nào không. Ui, có luôn. Ui, chết rồi. Nó bị kẹp luôn, team ở đây. Ok. Đó, các bạn nói nó chơi rất là mượt, nhưng mà mình chia sẻ luôn cái cảm nghĩ của mình khi mà chơi trên chiếc máy này. Thì máy nó mát nhưng mà chơi vòng 10 phút thì nó tụt 400 pin. Không có gì để mà đánh giá quá nhiều về cái độ mượt như ấy rồi. Nhưng mà có một điều đó chính là nó trong quá trình chơi thì cái tựa game này nó tối ưu hóa bằng cách là nó kéo giãn cái hình ảnh ra. Cho nên là nhìn nó hơi lạ một chút, không quen lắm. Nếu như mà các bạn chơi trên iPad quen rồi thì có lẽ là ok. Và với việc mà chơi bằng màn hình gập như này thì nó sẽ gấp đôi không gian để cho các bạn nhìn nó hút mắt hơn, nó dễ dàng ấy hơn đó. Còn về cái nhiệt độ thì máy khá là mát. Mát là do mình ngồi trong phòng điều hòa thôi nhá. Lưu ý là vậy. Ok, và mức pin thì nó tụt từ 10 phút chơi 12 phút rồi. Nó tụt từ 83 xuống còn 78. Nói chung là pin con này mình thấy là tụt cũng nhanh đấy, chứ không phải là lâu là chậm đâu. Chơi nếu mà chơi nhiều thì chắc là nó cũng sẽ tụt khá nhiều. Có các bạn nghĩ sao về cái hiệu năng chơi tựa game PUBG Mobile cũng như là khả năng tối ưu hóa của cái chiếc Galaxy Z Fold 4 đối với tựa game này thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Và mình xin cảm ơn cửa hàng Di động Việt đã hỗ trợ mình cái chiếc Galaxy Z Fold 4 này để thực hiện video. Link chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo nhé. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.